Sáng nay 16 tháng 2, Honda giới thiệu dòng xe Civic tại Việt Nam với 3 phiên bản, E, G và GS, giá bán lần lượt 730 triệu, 770 triệu và 870 triệu. Màu trắng và đỏ cộng thêm 5 triệu. So với phiên bản cũ, bản E tăng nhẹ 1 triệu, trong khi bản G và GS giảm lần lượt 19 triệu và 59 triệu. Cả 3 phiên bản dùng chung khối động cơ 1.5 tăng áp VTEC, cho công suất 176 mã lực và mô men xoắn 240 Nm hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cùng với đó là camera lùi ba góc quay, cảnh báo buồn ngủ, đèn pha tự động và gói công nghệ an toàn nâng cao Honda Sensing. Gói công nghệ Honda Sensing bao gồm cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng, ga tự động, giảm thiểu trạch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Cụ thể từng phiên bản, Honda Civic E có 3 tùy chọn màu sơn: đen, xám và trắng. Đèn pha đèn sương mù và đèn phanh trên cao dùng bóng halogen, riêng đèn hậu led, mâm xe kích thước 16 in, ăng ten vây cá, ống xả đơn, tay nắm cửa và gương chiếu hậu đồng màu thân xe. Bản này trang bị 4 túi khí, màn hình giải trí trung tâm 7 in có hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, màn hình đa thông tin 7 in, ghế bọc nỉ, chỉnh tay, điều hòa tự động một vùng và dàn âm thanh 4 loa. Bước lên bản G, người dùng có thể tùy chọn thêm màu sơn xanh. Hệ thống chiếu sáng nâng lên bóng led, trừ đèn phanh trên cao. Mâm xe 17 in thiết kế giống đàn anh CRV hiện tại. Civic G còn nhỉnh hơn ở gương chiếu hậu gập tự động, đề nổ từ xa, cửa gió cho hàng ghế sau và dàn âm thanh 8 loa. Bản RS cao cấp nhất không có tùy chọn màu sơn xanh, thay vào đó là màu sơn đỏ đặc trưng. Mâm xe nâng lên loại 18 in sơn đen. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng dùng bóng led, cùng với đó là cánh gió ống xả kép, tay nắm cửa, gương chiếu hậu và anten vây cá sơn đen. Gạt mưa tự động. Công nghệ an toàn được bổ sung theo dõi làn đường Landwatch, 6 túi khí và khóa cửa tự động. Nội thất bên trong bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Màn hình giải trí nâng lên loại 9 in hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, dàn âm thanh 12 loa Bose. Cụm đồng hồ full LCD 10.2 in. Một số tiện nghi khác có thể kể đến điều hòa tự động hai vùng, chìa khóa Smart Key Card xà không dây, vô lăng bọc ra, lẫy chuyển số và chế độ lái thể thao. Honda Civic cạnh tranh cùng nhóm xe đen hạng C tại Việt Nam, như Kia K3, Mazda 3, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis. Xe cộ, X.